Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Cholan Channel. Để trong cái buổi review ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với bạn về một chiếc Falaka mà chắc hẳn như là các bạn cũng đã biết là rất là hot trong thời gian vừa qua. Đó chính là chiếc Falaka Book 20 AES. Một chiếc Falaka của hãng MZX. Chiếc Falaka này thì mới ra mắt vào đầu năm nay. Cho nên là nó có tên là 2020 này. Và AES chính là cái hệ thống chống rung điện tử được tích hợp vào trong cái thành phần camera. Thì mình sẽ nói rõ hơn ở phần sau. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ mở hộp và cùng với bạn trải nghiệm nhanh về chiếc Falaka mới này các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu. Chúng ta có hướng dẫn sử dụng và những cái đề can để chúng ta dán này. Nhân vật chính của chúng ta chiếc Falaka MZX Book 20 AES. Chiếc Falaka này thì nó có cái chân đế này thì dính liền các bạn nhé. Này, cánh này cũng không thể gấp lại được này, đó là. Và cái thiết kế này thì mình thấy là hao hao giống với chiếc Book 3 trước đây của MZX này. Cái phần camera của nó này các bạn, ở đây nó có những cái miếng đệm này bằng cao su này, cũng giảm thiểu một phần đi cái sự rung lắc này. Camera thì là độ phân giải đó là HD 4K, và 4K thì nó có cái chất lượng ảnh đó là 30 frame trên giây, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn là 1080 và 60 frame. Ống kính này là 2,8mm các bạn nhá, và cái góc rộng nó là 130 độ này. Đó, camera thì được tích hợp chống rung điện tử AES thì giúp cho cái hình ảnh, chất lượng hình ảnh nó sẽ ổn định và nó sẽ phần nào nó mượt mà hơn. Lát nữa thì chúng ta sẽ trải nghiệm thử. Ở phía dưới bụng Falaka này chúng ta có hai cái đèn LED này và một cái cảm biến áp suất này, thì nó có tác dụng là giúp cho Falaka nó ổn định, giữ vị trí tốt trên không thôi. Ở đây chúng ta sẽ lắp pin vào đây. Đây là viên pin của Falaka các bạn này. Đó, chúng ta sẽ lắp vào như thế này. Đó, thì pin của Falaka nó là 76V và nó có dung lượng 3400mAh các bạn nhé. Theo như thông số nhà sản xuất đưa ra đó là bay được khoảng 22 phút. Tay cầm thì vẫn là kiểu dáng quen thuộc giống như là những cái chiếc Book trước đây, Book 4 hay là Book 4W Pro, Book 5 thôi Pro thôi các bạn. Trong đây chúng ta có những cái phụ kiện dự phòng. Chúng ta có những cái cánh này. Ở đây chúng ta có là một cái sợi dây cáp để chúng ta sạc thì ok, bây giờ mình sẽ lắp cánh và chúng ta sẽ tiến hành là bay thử. Đấy, chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ lắp là A đối A, B đối B các bạn nhá. Cánh này nó có hai loại là AB. Đó. Thì còn đây là chiếc tay cầm thì các bạn nhớ là sử dụng, chúng ta chuẩn bị hai viên pin tiểu này, chúng ta lắp vào tay cầm nhá. Ngay bây giờ mình sẽ tiến hành là thao tác khởi động các cái thiết bị này lên này các bạn này. Đầu tiên là chúng ta sẽ khởi động chiếc tay cầm này lên. Đấy, thì các bạn thấy một cái nút màu đỏ này, các bạn nhấn giữ nút đỏ nhá, nhấn giữ này và các bạn sẽ gạt công tắc nguồn qua. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ bật chiếc Falaka lên các bạn nhá. Ở đây này có cái nút đằng sau này, đây các bạn bật lên này. Trên tay cầm nó sẽ kêu bíp một cái, và đồng thời là trên Falaka đèn nó sẽ chuyển sang màu vàng, là hai thiết bị này đã được kết nối với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta xoay để chúng ta thiết lập lên GPS cho Falaka. Thì đầu tiên các bạn lưu ý là trên cái tay cầm này nó có cái công tắc GPS ở bên hông này các bạn nhá. Chúng ta phải bật lên on này. Đó, chúng ta gạt lên on. Đây là bước rất là quan trọng, các bạn lưu ý điều đó để chúng ta khởi động lên cái GPS cho Falaka. Tiếp theo chúng ta sẽ tới bước xoay Falaka. Thì các bạn xoay 2 hoặc 3 vòng. Đó. Cho đến khi là màu vàng nó chuyển sang màu xanh lá cây các bạn nhá. Bốn màu xanh lá cây này thì các bạn là dựng thẳng đứng trên Falaka lên và các bạn xoay tiếp. Đấy, chúng ta sẽ xoay cho đến khi là đèn nó đứng yên, chuyển sang 2 đỏ 2 xanh, nó đã đứng yên là ok rồi các bạn. Đấy, giờ chúng ta đặt xuống thì Falaka nó sẽ nhận GPS ở trên đây, thì trên tay cầm nó sẽ hiển thị điểm số GPS của mình, ở đây là 14 này. Đấy, GPS 14 thì trên 10 điểm GPS là cũng khá là mạnh, là khá là ổn định rồi, chúng ta có thể cất cánh được chiếc Falaka một cách an toàn rồi. Ok, thì bây giờ mình kết nối cái Falaka với lại app trên điện thoại các bạn nhá. Thì cái con Falaka này sử dụng app MRC Pro, các bạn có thể download nó ở trên App Store hoặc là trên CH Play. Ok, bây giờ mình sẽ cất cánh cho Falaka này. Thì đơn giản thôi, các bạn sẽ nhấn nút đỏ này, chúng ta nhấn một cái thôi. Thả ra thì chiếc cánh quạt Falaka nó quay này, ga lên và bay lên. Đó, ở đây thì các bạn có thể quan sát được cái chất lượng hình ảnh từ camera của máy này các bạn này. Camera được chống rung điện tử AES này. Cái màu của cam thì mình rất là ưng cái màu này các bạn này. Cái màu rất là mịn và cái độ chi tiết thì cao này. Đó, nếu mà chúng ta tăng tốc và chúng ta dừng đột ngột đó thì camera nó sẽ bị chú một cái, thì các bạn giảm thiểu tình trạng này bằng cách là chúng ta sẽ lên ga và xuống ga nó đều tay hơn. Khi chúng ta ga lên ga đều tay thì Falaka nó bay đi rất là mượt. Nếu mà chúng ta bay trong môi trường có gió một chút á thì khi các bạn xoay hướng Falaka, xoay đầu Falaka thì camera nó sẽ bị chúi đi phần nào đó. Nhưng mà nếu những ai chơi thành thạo ấy thì các bạn có thể điều khiển cho nó mượt mà hơn. Trong cái phân khúc tầm giá như này thì chúng ta hoàn toàn có thể là
hài lòng với chất lượng của nó rồi các bạn ạ. Dù là nó vẫn chưa có thể nào so sánh được với những cái dòng phân khúc cao hơn như là Mavic Mini hay là Zino Pro, Zino 2. Tuy nhiên thì trong cái tầm giá này thì chúng ta chấp nhận được rồi, đúng không các bạn? Chiếc flycam này thì theo như thông số nhà sản xuất đưa ra thì nó có cái phạm vi bay vào khoảng tầm 600m và cái độ cao tối đa là được 120m. Đó là những cái thông số của nó. Thì nó bay với tốc độ khá là lớn các bạn nhá. Vận tốc khá là lớn này, cũng gần 40 km đấy các bạn ạ. 40 km/h đó là vận tốc tối đa của chiếc flycam này. Thì các bạn có thể quan sát đấy là cái hình ảnh rất là mượt các bạn nhá. Động cơ là động cơ không chổi than 1620 kW, cho nên là cái sức cản gió nó là lên tới cấp 4, cho nên là cũng khá là vững vàng bay trong môi trường mà có gió nhẹ các bạn nhá. Nó được trang bị là cảm biến áp suất cùng với là GPS, cho nên là rất là ổn định các bạn ạ. Đấy, giữ vị trí rất là tốt. Thì ở đây thì các bạn thấy ở trên cái màn hình của cái app này các bạn này. Ở cái phần đó là có cái ba cái gạch ở phía dưới cái phần chúng ta quay video á, là nó sẽ có những cái điều chỉnh này. Đó, chúng ta chọn được 4K hoặc là 1080, cái hình cấu hình cái máy ảnh này. Chúng ta có thể chỉnh được cái độ sáng của cái camera này. Brightness là độ sáng này, saturation đó là cái độ tương phản này các bạn này. Và ngoài ra chúng ta còn có những cái hiệu ứng nữa, effect. Rất nhiều những hiệu ứng để chúng ta có thể là chọn để phù hợp với lại cái màu sắc hình ảnh mà các bạn muốn quay. Có cả ISO các bạn nhá. Chúng ta có thể chỉnh được ISO này. ISO từ 100 cho tới 1600 này các bạn này. Đấy, chúng ta có thể lựa chọn được ISO giống hệt như là những chiếc máy ảnh thông thường. Phía dưới chúng ta còn có là white blend này, là cân bằng trắng này các bạn này. Đó. Các bạn có thể lựa chọn phù hợp sao cho cái video
cái môi trường mà các bạn bay các bạn nhé. Cuối cùng là các bạn này, các bạn nhấn xuống dưới cùng là có hai cái mũi tên ngược chiều á, là chúng ta có thể chỉnh được cái frame này các bạn này. Đó là về phần điều chỉnh về cái phần camera. Còn khi các bạn nhấn vô cái bánh răng này, chúng ta sẽ có điều chỉnh cài đặt Max Fly Assistive là cái độ cao tối đa này các bạn này. Các bạn có thể kéo lên 120, bay xa tối đa là 200m này. Nếu các bạn tắt cái này đi thì chúng ta có thể bay xa hơn. Orbit này, đó là để những cái phạm vi mà chúng ta sử dụng những tính năng này. RTH Assistive này, Return to Home thì các bạn tùy chỉnh tầm khoảng tầm 40m là an toàn đấy các bạn nhé. Ở phía dưới này, chúng ta có những cái trạng thái bay này các bạn này, trạng thái. Dưới cùng nữa chúng ta có cái lịch sử bay, fly log là lịch sử bay. Ok, mình hạ cánh này các bạn này. Đấy, khi chúng ta hạ cánh, chúng ta giảm ga thì nó sẽ khựng lại một chút. Ok, vậy là mình đã hoàn tất quá trình bay của mình hôm nay. Buổi review ngày hôm nay của mình thì mình sẽ giới thiệu các bạn về cái chiếc Flycam Book 20 AIS này và cái chất lượng hình ảnh của nó. Các bạn có thể đánh giá được hình ảnh của nó đem lại như thế nào khi bay ở trên cao. Buổi review nhanh của mình về sản phẩm này sẽ được dừng lại tại đây. Ở những cái video lần sau thì mình sẽ còn làm về những chiếc Flycam khác. Và đặc biệt về chiếc Flycam này thì mình sẽ còn test những tính năng, cũng như là mình sẽ so sánh chiếc Flycam này với một chiếc Flycam khác mà các bạn cũng rất là quan tâm, đó là SG906 Pro. Cảm ơn các bạn, và nếu cảm thấy video của mình hay và thú vị thì hãy ủng hộ mình, cho mình một like, nhấn subscribe, nhấn chuông để đón xem những video của mình sẽ ra trong tương lai các bạn nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.